Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có bao nhiêu bùi tiến lợi trong Đảng Cộng sản Việt Nam? Tại kỳ họp 46 diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xét đơn khiếu nại kỷ luật đảng của đảng viên có quyết định giữ nguyên hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với Bùi Tiến Lợi, Do trong thời gian giữ cương vị Thượng tá chủ nhiệm Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Trường sĩ quan công binh đã có nhiều bài viết phát ngôn trên mạng xã hội có lẽ là mạnh mẽ để bảo vệ đảng. Đồng chí Bùi Tiến Lợi được cho là đã bị đồng chí của mình đuổi đi khỏi lực lượng 47 của trường năm 2018, nhưng sau đó Lợi vẫn được mời làm thành viên không chính thức của trang đơn vị tác chiến điện tử khom khom đồng chí chính ủy và mới đây trang này vì lý do nào đó đã biến mất không lời tạm biệt không trống không kèn và không chiêng không mõ không người đưa tiễn trước đó thượng tá Bùi Tiến Lợi một đảng viên ưu tú một người sĩ quan yêu nước nồng nàn một học trò xuất sắc của Đảng ta đã phát tán một video trên mạng xã hội lợi khẳng định rằng cho nên ai nói rằng biển đông là của việt nam, trường sa là của việt nam thì đó là những cái tuyên truyền nó đã trái với luật pháp quốc tế. Bùi Tiến Lợi là một sĩ quan giảng viên môn chủ nghĩa xã hội khoa học thì lý luận của lợi không phải dạng tầm thường. Có thua thì thua chỗ mỗi đồng bí thư là mặt lý luận, thua mỗi một mình tổng bí thư về mặt lý luận. Lời của lợi nói ra không phải tự nhiên mà bật ra một cách tự nhiên mà lại có chủ ý như thế được mà lợi phải thấm nhuần chủ trương đường lối của Đảng được phổ biến hàng năm, phổ biến thường xuyên, phổ biến thường kỳ cho các đảng viên cao cấp như lợi học tập mà thôi. Rõ ràng vì đặc thù công việc là chống phản động nên lợi có cơ hội bày tỏ quan điểm chỉ là tô đậm thêm cái nét chấm phá mà đảng đã dạy, đảng đã nhồi nhét vào cho lợi. Bên ngoài đảng giữ thái độ trung dung về những phát ngôn về biển Đông vô thưởng vô phạt, kể cả khi Trung Quốc xâm chiếm chủ quyền của ta, đâm chìm tàu cá và giết hại ngư dân của ta trên biển chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam chỉ biết quan ngại là cùng mà hành động mới nhất Việt Nam nghe lệnh của Bắc Kinh liên tiếp đuổi các đối tác khai thác dầu mỏ trên chính vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, thậm chí chấp nhận đền bù cho các đối tác nước ngoài 1 tỷ đô la, nhưng bên trong thì cứ dạy cho đảng viên là của Trung Quốc cả rồi, chứ không lợi, chứ không thì lợi sao có thể tự dưng nói ra những điều ngu ngốc như thế được. Và tự nhiên Tư tưởng yêu nước của Lợi được gieo vào đầu các ủy viên trung ương, thậm chí các ủy viên bộ chính trị nhiều như lươn như trạch, chứ không phải là ít. Nếu đảng có chủ trương bảo vệ chủ quyền, sao lại bắt nhốt những người đeo khẩu trang nô du? Sao lại thu áo có biểu tượng chống Trung Quốc xâm lược? Sao lại đàn áp dã man người chống Trung Quốc? Xử lý lợi chỉ là động tác giả để đánh lạc hướng người ngây thơ tin rằng Đảng đang có thái độ bài Trung Quốc. Chứ như cụ Tổng cũng yêu nước, khác gì đồng chí lợi đâu chứ. Có khi yêu một cách mạnh mẽ, một cách cuồng nhiệt, say đắm, nên đến trà cũng phải khen. Trà Trung Quốc ngon hơn trà Việt Nam. Đọc tới đây thì nhiều người đã trả lời được câu hỏi đồng chí Lợi và cụ Tổng yêu nước là yêu nước nào rồi chứ? Câu đặt Câu hỏi được đặt ra là đây là những đồng chí bị lộ vì yêu nước, còn bao nhiêu đồng chí yêu nước tàu mà chưa bị lộ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một trong những kết luận được Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam công bố sau kỳ họp thứ 46 từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020 cho thấy những trò chơi của đảng đang giúp đảng trải nghiệm thế nào là trời giao đất tay, rêu gió ắt cật bão. Theo kết luận vừa đề cập, thì ủy ban kiểm tra trung ương, bộ chính trị trung ương đã bác khiếu nại của ông Bùi Tiến Lợi, thượng tá, chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khoa học xã hội nhân văn của trường sĩ quan công binh, giữ nguyên quyết định khai trừ ông lợi ra khỏi đảng của tổ chức đảng cấp dưới. Trong số 14 cá nhân bị Ủy ban kiểm tra Bộ Chính trị Trung ương đưa ra xem xét kỷ luật hoặc đề nghị Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương yêu cầu các tổ chức Đảng cấp dưới quyết định hình thức kỷ luật tại kỳ họp lần này, ông Lợi là người có cấp bậc chức vụ thấp nhất. Ông Lợi cũng là người duy nhất mà sai phạm không liên quan đến tham nhũng. Ông bị Đảng khai trừ vì suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị tự diễn biến, tự chuyển hóa để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đảng và nhà nước. Đó cũng là lý do khiến cho những người chịu khó theo dõi các diễn đàn điện tử và mạng xã hội Việt ngữ hết sức ngạc nhiên vì trong vài năm gần đây, ông Lợi chính là một trong những người bảo vệ đảng hết sức nhiệt thành. Ngoài viết, ông còn cùng một số đồng chí làm việc các video clip, lập một số kênh chống diễn biến hòa bình trên Youtube vừa để phản bác luận điệu của các thế lực thù địch phản động, vừa chỉ trích kịch liệt những phần tư những phần tử cơ hội trong đảng xuyên tạc, lật ngược lịch sử, nguy hại cho đảng. Trong cuộc chiến ấy, khác với nhiều đồng chí đồng đội, kể cả những đồng chí đồng đội làm việc tại những cơ quan truyền thông chính như nhân dân, quân đội nhân dân, công an nhân dân, vốn chỉ thích ẩn danh, ông Lợi thường xuyên khoác quân phục, mang đầy đủ quân hàm, quân hiệu, trong bối cảnh xã hội như hiện nay, khó tìm được ai tự tin dõng dạc bảo vệ đảng và liên tục khẳng định sẽ theo đảng vì đảng mà tranh đấu cho đến hơi thở cuối cùng như lợi. Tiếc cho ông lợi là đảng lại không. Năm 2018, một số người chịu khó theo dõi các diễn đàn điện tử và mạng xã hội vốn chẳng lạ gì ông lợi. Trưng hừng khi nhìn thấy quyết định của Đảng ủy trường sĩ quan công binh loại thượng tá Bùi Tiến Lợi chủ nhiệm Bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc Bộ khoa học và xã hội và nhân văn khỏi lực lượng 47 của nhà trường vì đưa thông tin trên mạng xã hội. Tại sao lại loại ông Lợi khỏi lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng vì do đó, vì lý do đó Tuy nhiên, quyết định vừa kể không làm ông lợi chùn bước. Ông tiếp tục viết bài và làm clip tiếp tục xả tung hữu đột chống cả bọn phản động lẫn những phần tử cơ hội chính trị. Trong một video clip do chính ông Lợi thực hiện vào khoảng giữa tháng 6 năm ngoái, ông Cao Hứng tuyên bố đại ý, đừng bao giờ nghĩ rằng cứ có các dữ liệu lịch sử thì có thể vơ đảo lãnh hải thêm lục địa đó là của mình. Ai đó nói rằng Biển Đông Trường Sa là của Việt Nam thì đó là tuyên truyền trái với luật pháp quốc tế. Sau khi nổi như cồn vì nhận định vừa vừa dẫn, ông Lợi im hơi lặng tiếng một thời gian rồi tái xuất giang hồ. Cách này gần 3 tháng qua một video clip được đưa trên kênh Bùi Tiến Lợi trên Youtube, ông Lợi tâm tình về nhận định đã làm nhiều người nổi giận. Đảng ta bối rối, đại loại thế này. Tôi đã nghiên cứu rất sâu các tư liệu lịch sử đã đối chiếu các vấn đề về tranh chấp biển đảo trên thế giới và trường Sa. Phát ngôn của tôi dựa trên cơ sở thực tế biển đảo ở thời điểm hiện tại. Tôi khẳng định phát ngôn đó không phải là phát ngôn không định hướng, đây là phát ngôn có thông tin chính thống. Chúng tôi được tập huấn và đã từng giảng dạy 4 năm năm nay. Tuy nhiên, chỉ vì sơ suất là không đúng đối tượng, có mấy chục giây thôi. Tôi phải lệnh án và bản thân tôi chưa bao giờ hình dung và trên thế giới người ta không bao giờ tưởng tượng được là đến mức độ như vậy. Tôi sinh ra ở biển, lớn lên ở biển, người thân của tôi chết ở trên biển, làm sao nói tôi không yêu biển Việt Nam được. Biển là máu là thịt của tôi. Khi tốt nghiệp sĩ quan năm 1993, tôi chỉ mong phục vụ hải quân, vậy mà chỉ vài chục giây sơ suất tôi phải xin lỗi ba lần, phải hủy lại Tôi định không hủy nhưng điều đó chưa hợp lòng dân nên tôi phải hủy. Khi nghiên cứu về biển đảo, không phải là chúng tôi nghiên cứu vo mà là nghiên cứu để phục vụ cho giảng dạy nhưng vẫn còn sơ suất theo kịch bản rất xấu. Là một trong những người nhiệt thành chống bóp méo xuyên tạc lịch sử, ông Lợi giải thích thêm tại sao ông sơ xuất, tiết lộ sự thật sai đối tượng nếu chúng ta bàn về xuyên tạc lịch sử mà không bàn đến biển đảo thì không thấy được nút thắt của vấn đề khởi thủy của lật sử là biển đảo biển đảo là cớ nếu không có sự kiện hoàng sa bọn lật sử không có cớ để chính danh hóa cho ngụy quân ngụy quyền sài gòn không tôn vinh nó yêu nước thì làm sao ông có thể chính danh hóa Giống như một cá nhân trước nay vẫn cương quyết kháng cự lật sử, ông Lợi hết sức bình tĩnh, tự nhiên, ông bảo, đừng gọi nó là ngụy nữa, gọi nó là Việt Nam Cộng Hòa. Ai người ta tin, ai người ta nghe, dù cách tiếp cận, trình độ mị dân của ông rất cao nhưng người ta vẫn biết cả, làm sao giấu được. Các ông không trung thực, không khuyến nghị, vị các vị lỡ có ý định xuyên tạc lịch sử Lỡ có phát biểu không đúng thì nên dừng lại là vừa. Nếu Ủy ban Kiểm tra Bộ Chính trị Trung ương không loan báo bác khiếu nại của ông Lợi, có lẽ chẳng ai biết ông đã bị đảng khai trừ. Đúng là sinh ư nghệ, tử ư nghệ. Thành viên tích cực nhất của lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng để bảo vệ đảng lại bị chính đảng loại bỏ vì đã có những bài viết phát ngôn trên mạng xã hội trái với quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Cứ như ông Lợi phân trần cách nay 2 tháng sở dĩ các bài viết phát ngôn của ông bị xem là trái với quan điểm đường lối của Đảng, Nhà nước thật ra chỉ vì chưa hợp lòng dân. Ông xem chuyện đảng tập huấn cho những người như ông để giảng dạy cách này 4 năm, 5, 5 năm và loại bỏ ông khi ông sơ xuất tiết lộ không đúng đối tượng là mỹ dân. Ông lợi lên án một số vị từng tập huấn cho ông để ông dạy người khác căm thù đế quốc Mỹ, xâm lược, ngụy quyền, ngụy quyền bán nước giờ lại đổi giọng. Được một số ông tướng đã về hưu tán thưởng, một số người như ông lợi đã cũng như đang chỉ trích kịch liệt một số viên chức lãnh đạo hệ thống, tuyên giáo và một số ông tướng khác khi họ tham gia tìm kiếm thông tin tài liệu nhân chứng công bố những yếu tố có liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa, cuộc chiến chống ngoại xâm ở biên giới phía Bắc và từ cuối thập niên 1970 đến cuối thập niên 1980 là bè lũ vô ơn âm mưu lật sử bôi nhọ Đảng và quân đội. Do đó là lý do những người như tướng Lê Mã Lương tham gia biên soạn vòng tròn bất tử, tập hợp và bạch hóa các yếu tố liên quan đến cuộc thảm sát ở bãi đá Gạc Ma. Quân đảo Trường Sa, tướng Nguyễn Quốc Thước nhân Việt từng nhận định rằng những người lính Việt Nam Cộng hòa cũng có tính thần yêu nước. Ông Vũ Minh Giang đề nghị tìm từ khác thay từ ngụy bị chuyển hết từ đồng chí thành thằng. Sau khi Ủy ban kiểm tra Trung ương Bộ Chính trị bác khiếu nại của ông Lợi về việc bị khai trừ khỏi Đảng, Phùng Út Hà một trong những đồng đội trung chuyến tiến chống phản động cơ hội chính trị của ông Lợi đã lên đến chia buồn với ông Lợi và đòi đảng tự vấn rằng quyết định kỷ luật ông Lợi khai trừ đảng loại khỏi loại khỏi những đội ngũ và bị giam lương là đã hơn 6 tháng có nhân văn có thuyết phục không tại sao kỷ luật là nhằm dân đe giáo dục mà xếp vào loại mật Phùng Út Hà đòi giảng giải việc ông Lợi và những đồng đội của ông đấu tranh với tướng Nguyễn Quốc Thước có gì sai? Tại sao không xử lý những kẻ cố tình biến cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta thành một cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cố tình rửa tội cho Mỹ, rửa mặt cho bạn bè tay sai bán nước, làm mất đi tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược và bè lũ tay sai bán nước? Chẳng cần giảng giải và giải thích, nhiều người vẫn có thể hiểu tại sao cảnh báo của những bùi tiến lợi phùng út hà rằng thì là cộng đồng đấu tranh chống xét lại lịch sử chống diễn biến hòa bình trên không gian mạng sẽ không bỏ cuộc sẽ tiếp tục đương đầu cả với thế lực thù địch phản động lẫn những kẻ đang ăn cơm dân mặc áo đảng mà đề cao ngụy sử chính là quà tặng dành riêng cho đảng giúp đảng trải nghiệm thế nào là chơi dao đứt tay gieo gió ắt gặt bão. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm cái hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.